Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng 4 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 78. Những đức đọc một công đoạn này, lời dạy của tổ sư. Chúng ta nghe những công đoạn này, tính tâm niệm Phật của mình càng vững chắc quý vị. Đệ tử Phật chân chính, tất cả việc tu hành không nên xa rời pháp môn niệm Phật. Tất cả sự hành trì không nên trái với sự thành thật. Không niệm Phật, tu hành không thể thành tựu. Không thành thật, tu hành không thể được đắc lực. Nhớ kỹ lời giáo huấn của Đại sư Liên Trì. Thành thật niệm Phật, chúng ta chỉ có thành thật trì danh hiệu Phật mới đúng là đệ tử chân chính của Ngài. Nếu tu hành mà không có tâm thành thật thì khó thế nào đắc lực. Giống như giờ mình gặp pháp môn niệm Phật, nếu như mình không thành thật niệm Phật thì nay này mai nọ, mốt kia, làm sao mà công phu đắc lực được quý vị? Vì công phu niệm Phật đắc lực là như thế nào gọi là đắc lực? Công phu đắc lực là đối với chuyện vui buồn được mắt ở cuộc đời này, nó không buộc ràng được chúng ta, gọi là công phu đắc lực. Và người niệm Phật của chúng ta, bữa nay niệm Phật an lạc, ngày mai niệm không an lạc, chúng ta vẫn niệm Phật. Bữa nay niệm Phật vô, ngày mai niệm Phật không vô, cũng niệm Phật, đó là đắc lực. Gặp trở ngại gì cũng niệm Phật, đó là đắc lực. Vui buồn được mắc gì cũng niệm Phật, đó là đắc lực. Nhớ kỹ nghe vị. Chữ đắc cũng như là chúng ta được. Mình là người niệm Phật được rồi, thì mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi chỗ chúng ta đều niệm Phật. Thuận nghịch gì chúng ta cũng niệm Phật. Tại chữ đắc là được rồi, mình được rồi nên mình cứ niệm. Còn người thì bữa nay thì siêng niệm Phật, mai không siêng niệm Phật. Bữa nay vui niệm Phật, ngày mai buồn không muốn niệm Phật. Bữa nay niệm Phật vào niệm Phật, có những lúc thì vô vị không niệm Phật. Còn chúng ta thì như thế nào tâm niệm chúng ta cũng niệm Phật, gọi là niệm Phật đắc lực. Quý vị nhớ rằng sự đối kháng với nhau như vậy thì đúng là lời Phật dạy này. Thí dụ, một người đem một cái bánh bị hư đến đưa mình, nhưng ta thì đem cái bánh ngon đưa cho người. Nên mỗi người mình phải nhận thức cho thật là sâu sắc.
Mỗi ngày người ta đi rêu rao để bán bánh hư, còn mình thì mỗi ngày rêu rao để bán bánh thơm. Một người mỗi ngày muốn hại mình, còn mình mỗi ngày đi giúp người. Đây là chỗ Đức Phật dạy cực kỳ sâu sắc. Thí dụ như bản thân những đức mỗi ngày nghe lời Phật dạy cố gắng, những gì mình làm thiện làm tốt được cố gắng nỗ lực hết mình mà làm. Những gì thấy người ta được lợi ích một chút mừng giùm cho người ta. Ai đến với mình, bản thân mình cũng mong muốn người ta được lợi ích tốt. Cứ nghĩ lợi ích cho người khác. Có những người gặp những đức hỏi rằng: thầy ơi, chương trình khiếm thị con thấy có những người sáng mắt, họ vừa nhận tiền chỗ này được, họ chạy qua chỗ kia họ nhận. Con thấy như vậy đó thầy. Những đức nói: chúng ta phải cảm thấy tội nghiệp cho họ, vì họ không hiểu Phật Pháp, họ không hiểu về định luật nhân quả, nên họ mới làm như vậy. Nếu như người hiểu Phật Pháp, hiểu về nhân quả, không ai dám làm điều này. Người ta sinh ra đời, người ta có điều kiện giàu sang phú quý, của cải vật chất cái gì cũng đầy đủ, là do cái nhân bố thí của người ta mà người ta có được như vậy. Còn mình đời này mình nghèo, mình khổ, mình khó khăn, mình không biết chăng chồng cho cái phước duyên đời sau của mình tốt hơn. Hiện đời này cũng có thể thay đổi số mệnh, nhưng mà đi lợi ngay cái nơi chùa chiền, ngay cái nơi người ta làm từ thiện, mà lại đi gian tâm. Gian tâm là tâm gian, nghe không? Nghĩ những điều mang một cái tâm giống như mình ăn cắp. Ăn cắp chứ gì quý vị? Ví dụ như người ta cho mình ngồi đó, người ta đưa mình, tới tay mình nhận là đúng. Còn nếu như bây giờ mình vừa nhận đây, mình chạy đi chỗ kia mình nhận nữa, là mình đi mang tâm ăn cắp rồi còn gì nữa. Mang tâm ăn trộm, ăn cắp. Mà ăn cắp gì? Ăn cắp của Tam Bảo. Thì quý vị cái tội lỗi này lớn cỡ nào chưa? Thí dụ như mình ăn trộm của một nhà thì mình trả cho một nhà. Mình ăn trộm của một ấp thì trả cho một ấp. Mình ăn trộm của một thôn thì trả cho một thôn. Mình ăn trộm của một xã thì trả cho một xã. Mình ăn trộm của một huyện, một tỉnh, một nước thì theo đó mà mình cứ trả. Còn này mình ăn cắp của Tam Bảo là của tặng hư không có pháp giới. Này tội lỗi nặng nề dữ lắm quý vị. Rất là nặng nề. Nên họ không hiểu họ đi làm chuyện đó. Chúng ta là người đi làm việc thiện, chúng ta không cần quan tâm tới điều đó. Quý vị tu nhân thiện thì sẽ được quả thiện. Tu nhân tốt sẽ được quả tốt. Nếu chương trình khiếm thị này những đức nay nghe người này nói gì, ngày mai nghe người kia nói nọ, trong lòng những đức không vui, những đức nghĩ làm chương trình khiếm thị, thì trong đây bao nhiêu người mù sẽ không được lợi ích. Bao nhiêu người mù không được lợi ích quý vị à. Nên những đức không quan niệm điều đó. Mình cứ làm bằng cả tấm lòng của mình. Đến với cuộc đời này chỉ mấy chục năm ngắn ngủi, những việc tốt, việc thiện nên làm bằng cả tấm lòng của mình, chân thật mà làm. Nếu như những đức không gặp Phật Pháp thì mỗi ngày những đức nghĩ ác, làm ác, toàn là nghĩ những việc lợi cho mình để hại người khác. Có khi việc thiện bản thân mình không biết làm mà đi soi bói người khác. Nên cái đáng sợ nhất là tâm mình ác ý với một người thiện, nó sẽ trả lại cho mình một cái sức trả rất nặng. Vì người ta làm thiện, mình đi đem cái ác mình luyện người ta,
ác không trúng được người ta mà dội lại mình rất là nặng. Nhưng khi quý vị còn phước báo chưa đó quý vị à, nhưng tổn rất là lớn. Khi phước duyên nó đã hết, họa nó đến không tưởng tượng được. Thí dụ như mình cầm cái ác mình liệt cho người ác thì hai bên nó cũng tổn, nhưng không đến nỗi tổn nặng quá gì mình. Còn mình cầm một cái ác mình liệt cho một người thiện, hoàn toàn ác mình phải lãnh đủ. Nên mình thấy tội nghiệp cho họ gì, làm việc này họ không có lợi ích gì mà họ giúp mình. Nhiều đời nhiều kiếp mình đã gieo cái nhân ác, bây giờ họ đánh tan cái nhân ác giùm cho mình nhiều đời nhiều kiếp. Còn cái nhân thiện đời này mình gieo thì quả thiện mình hưởng. Nên một người nghe đạo phải suy nghĩ cho thật kỹ. Một người ta ác tâm với mình, dùng tâm ác đến với mình, bản thân mình cứ luôn luôn giữ tâm thiện. Quý vị nhớ rằng cái tâm ác của mình thì cái quả ác nó sẽ đến với mình. Giống như bản thân mình có thể gạt được bao nhiêu người, nhưng con mình lại gạt mình. Mình có thể gạt cha mẹ mình, nhưng con mình gạt mình, quý vị thấy không? Sự đau đớn, tình thương của cha mẹ dành cho con lại gạt cha mẹ. Sau này mình làm cha mẹ người ta, mình hết lòng vì người ta mà con mình gạt mình. Quý vị thấy cái quả báo không? Giống như cái đường chuyền, quý vị thấy chưa? Nên nói sắc ăn xét ăn sắc. Tâm niệm của mình ác, nghĩ ác là nói ác, làm ác, thì cái ác nó sát bên mình. Vì mình vừa nghĩ mình làm sự tạo tác đó thì tâm mình đã dính ác. Quả báo đáng sợ lắm. Nên những đức bây giờ càng học đạo càng bình thản cái tâm. Càng học đạo thì càng bình thản cái tâm quý vị. Những việc ác bản thân mình không muốn làm. Mỗi ngày mình mừng khi được niệm Phật, hướng thiện, làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Một tuần đi qua mau lắm quý vị, những đức cứ nghĩ thời gian nó mau ghê. Thứ bảy chủ nhật. Cứ tới ngày thứ sáu thì sáng thứ sáu chuẩn bị đồ ăn, chiên sườn chay để cho người ta thứ bảy chủ nhật về ăn. Thứ bảy thì mình được chia sẻ Phật pháp cho Phật tử về tu tập. Chủ nhật mình chia sẻ Phật pháp cho người ta về tu tập, lo đồ ăn thức uống cho người ta. Mình mừng vô cùng. Mừng vì bản thân của mình có thể hướng thiện, làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Ngày nào cũng có cơ hội làm được như vậy. Ngày xưa chưa gặp Phật pháp, ngày nào cũng đa phần nghĩ ác làm ác, nhưng đều thủ đoạn, nên cảm thấy cuộc đời mình nặng nề. Nhưng bây giờ thì vui vẻ lắm quý vị, vì ngày nào cũng làm thiện, ngày nào cũng nghĩ thiện, ngày nào cũng nghĩ lợi ích cho người ta. Người ta có tác hại gì mình cỡ nào không sao, cái tác hại nhất là bản thân mình đi tác hại với họ. Người ta có tác hại mình như thế nào, mình vẫn là bình thản niệm Phật, hướng thiện mà thôi. Nên một số người nói như đức này kia. Và thượng mình nghe nói rằng ông Đức bây giờ ông bị người ta nói này nọ, không biết ông chịu nổi hay không. Như đức nói hòa thượng rằng: dạ bạch hòa thượng, con thấy những việc đó trong cuộc đời tu hành đến với mình để khảo đảo mình thôi. Con cứ lo làm việc của con, nuôi người già, đem vào pháp chia sẻ. Dù ai có nói gì, người ta thích nghe thì người ta cứ vô nghe, còn không thích nghe thì người khác nghe. Con dặn làm việc của con cho thật tốt, đem công đức niệm Phật hồi hướng cho họ, cầu an cho họ, và cầu nguyện cho họ cái cuối đời nghe được câu Phật hiệu niệm Phật để cầu siêu thoát. Mong rằng họ nghe mình chia sẻ Phật pháp, dù trong lòng họ không vui, nhưng cũng mong sau này khi họ cặn tư nghiệp gần chết, họ nhớ lại lời của mình, họ niệm Phật, phát nguyện sanh Cực Lạc, thì Phật A Di Đà vẫn tiếp dẫn họ về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cái này là 100% chứ không có tam bảo. Trong lòng như đức nghĩ như vậy.
Nên quý vị thấy rằng là ngày nào những đức cũng chia sẻ Phật pháp nhiều buổi lắm. Rồi ở trên những cái trang Facebook những đức bây giờ ngày nào cũng nói mấy đoạn. Mấy đoạn nó hay lắm quý vị. Rất hay. Trang đó nhiều người ta không biết tu người ta cũng coi. Thích hay không thích gì cũng được kết duyên. Vì mới vô những đức cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mấy câu Phật hiệu đó cũng lấy vốn quý vị. Vì họ nghe cái là được gieo cái duyên đắc độ vì sao? Bản thân người ta không vừa bụng mình thì người ta mắng mình, tiêu nghiệp chướng cho mình. Bản thân mình niệm Phật hồi hướng cho họ. Mới vô những đức niệm Phật là hồi hướng cho họ đó quý vị. Có khi có những buổi trăm mấy chục ngàn người một ngày coi. Những đức đem cái nhân duyên đó kết với chúng sanh. Mới vô những đức cứ Nam Mô với Đà Phật, Nam Mô với Đà Phật, Nam Mô với Đà Phật. Rồi những đức nói chuyện. Để cho người ta được nghe câu Phật hiệu quý vị. Mình nhờ niệm Phật mà mình được như ngày hôm nay. Nên mình làm đủ cách đó để mong cho chúng sanh được nghe câu Phật hiệu. Ngày mai khiêm thị tới. Khắp nơi nơi người ta về dự chương trình khiếm thị. Nên phát tâm từ bi hay không là khi mình làm việc thiện, mình thấy những con người họ có tâm không đúng, quý vị mới thật sự có phát tâm từ bi hay không. Chúng sanh mà quý vị khó khăn khổ nạn, gặp được cơm ăn áo bận, gặp vật chất thì ai cũng nghĩ rằng nhanh tay thì được, chậm tay thì không có. Ai cũng nghĩ như vậy hết. Đó là cái cách nghĩ mà người ta không hiểu đạo thì người ta phải tranh giành, giật giành. Mà từ ngay cái chỗ tranh giành, giật giành của họ mà tự đoạn duyên đoạn phước. Khi một ngày nào tự nhiên quý vị không muốn làm gì hết chứ, thì quý vị biết duyên phước họ bị hết. Bây giờ quý vị đi làm việc thiện, việc tốt, mà quý vị muốn cho cái người đi lính nhặn mà họ đều ổn định, đàng hoàng hết trơn thì khó lắm. Khó lắm quý vị. Khi con người quá khó khăn, khổ thì khi người ta gặp vật chất là người ta bất chấp để có được. Nên khi quý vị đi làm việc thiện, quý vị nhìn thấy gì, mình có phát tâm từ bi hay không, là gặp những con người không đúng. Quý vị coi đời người chỉ mấy chục năm ngắn ngủi thôi, mà họ kiếm đồng tiền mà từ nơi cái tâm không đúng thì ghê, nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Nên bản thân mình càng tội nghiệp cho họ. Nên thấy người tạo nghiệp Đức Phật rất là thương. Thấy người làm việc thiện việc tốt thì Phật vui mừng giùm cho họ. Khi thấy người làm việc ác việc tạo nghiệp thì Phật thương cho họ. Vì mấy mươi năm cuộc đời họ phải đi đọ tám đồ ác đạo rất là khổ. Nên chúng ta là người nghe đạo nha quý vị. Mỗi ngày nên nghĩ ai với Đà Phật, nghĩ thế giới Cực Lạc. Lấy đó làm gốc, lấy đó làm cái gốc chính để tu. Tất cả việc thiện, việc tốt đều là cành lá hoa quả. Trong nguyên một cái cây thì cũng có cành lá hoa quả tươi tốt. Nhưng có những cái cành lá hoa quả bị xấu ăn, mục gãy, héo. Trong một cái cây mà có gì đó quý vị, thì những cái cành lá hoa quả tươi tốt là phước thiện. Những cái cành lá quả ố, cành quả hoa quả lá cây héo hon là từ những con người thiếu duyên thiếu phước. Nên mình mỗi ngày cứ nghĩ phước thiện đi quý vị. Đối với bổn phận làm con hiếu với cha mẹ, đối với bổn phận làm trò có tâm biết ơn. Biết ơn bằng cách đem cái lợi ích cho mọi người. Biết ơn bằng cách đem cái lợi ích
lợi ích cho mọi người. Mình là người học đạo, nghe đạo, mình cảm ơn Phật, thì mình phải đem cái lợi ích để lợi ích cho người mới là cảm ơn Phật. Cảm ơn Phật là như vậy. Nhớ kỹ. Còn nếu như mình đi học không được cái lợi ích gì thì lấy gì đem lợi ích đưa cho người ta? Nên mình học đạo, mình đem cái lợi ích, mình cho người được lợi ích, đó là cảm ơn Phật. Vì Phật muốn chúng sanh được lợi ích nên đem cái lợi ích cho người ta là cảm ơn Phật. Cảm ơn Thầy, vì Thầy cũng dạy mình nên làm việc tốt, bản thân mình làm việc tốt, việc thiện, giúp người, khuyến người niệm Phật là tâm cảm ơn. Bản thân những đức hướng dẫn người, lo cho người trong chùa, Phật tử khắp nơi. Quý vị cảm ơn những đức bằng cách là quý vị cố gắng niệm Phật vui vẻ an lạc, chân thật đem pháp môn niệm Phật đi giới thiệu, bao nhiêu đủ rồi. Chứ không phải là vì cảm ơn những đức phải đem tiền đưa những đức, hoặc là quý vị lo lắng cái những đức cơm ăn áo bận gì, cái đó cũng chưa phải gọi là cảm ơn sâu sắc đâu quý vị. Mà cảm ơn sâu sắc là bây giờ những đức có tâm nguyện nuôi người già, mấy anh em đi theo những đức có tâm nguyện nuôi người già, Thầy chứng nhất niệm Phật, cả đời quý vị niệm Phật đem pháp môn tịnh độ giới thiệu, chỉ bao nhiêu thôi quý vị cảm ơn những đức rồi. Còn phương tiện làm thì tùy quý vị, miễn sao vì làm việc lợi ích cho người ta là được rồi. Sau này những anh em đi theo những đức, họ sau này trưởng thành, những gì họ làm chỉ cần lợi ích cho chúng sanh, niệm niệm vì người, lợi ích cho chúng sanh, đó là họ cảm ơn những đức. Những đức không cần họ phải lo lắng gì cho những đức, hoặc là giả văn nghĩ những đức, họ có cự lại những đức cũng được, chỉ cần việc đó là đúng, họ làm việc tốt vì chúng sanh, những đức không quan trọng việc đó. Không cần họ cảm ơn gì hết, chỉ cần họ lấy những tư tưởng những đức hướng dẫn họ, họ hãy nuôi người già đi, họ hãy làm việc thiện việc tốt đi, họ hãy chân thật đem có một tình độ giới thiệu đi, bao nhiêu đó thôi là họ đã cảm ơn những đức rồi. Với cuộc đời mình đi tu như vậy là mình thấy mình mừng. Pháp môn tịnh độ này hay lắm quý vị, thù thắng lắm. Nên mỗi một người phải cố gắng niệm Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật, đi đâu cũng đeo máy niệm Phật. Nhớ kỹ nha quý vị, và gây dựng tín nguyện niệm Phật kiên cố, niệm Phật cả đời không thối tâm. Quan trọng khi bỏ báo tháng này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.